chụp hình cái cây vậy con. Ủa con không lạnh hả? Đi xuống. Con đi xuống, không lạnh hả? Không, không lạnh. Ồ. Ok, ra ngoài downtown rồi nha. Chúng em ra ngoài downtown rồi. Đây là một cái Sundial AMC chỗ mà con chiếu phim á. Xong rồi mình đậu xe ở trong đây, đậu 30 đồng một lần vậy đó. Ngày lễ mà phải đậu vậy thôi. Chứ ở ngoài không có nữa. Đây là một cái downtown của St. Petersburg. Tối nay tập trung vô đây coi đốt pháo bông countdown cho năm 2024. Dạ, xin chào mừng bà con lại đến với YouTube Thịt Trong Cuộc Sống Florida. Nhậu sáng giờ cũng hơi xỉn, mệt rồi đó. Giờ đưa anh em đến đi coi cái fireworks đợt countdown năm 2024 nè. Chúc bà con mình an lành nha, may mắn hết, thành công và hạnh phúc nha, bình an vô sự. Cảm ơn con. Giống Sài Gòn không? Không. Bà con giống nhìn giống Sài Gòn không? Không giống. Hả? Không giống. Không giống hả? Từ Mỹ không? Không hết. Chia xe buýt. Đi cô luôn. Bán cái gì ta? Hot dog anh ơi. Ủa cô Lý à, xếp hàng đi cái line. Ê stop, bay hot dog vậy coi. Hồi nữa đi. Hả? Hồi nữa hả? Qua nhà hàng đi còn thấy không? Trời ơi, người người đi bộ quá trời luôn rồi thấy không? Đó. Vui đó là vui luôn á. Rồi, sáng giờ nè, đói bụng rồi. Đi mua hot dog ăn. Nó là áo bà phay luôn. Ồ, nó chín sẵn ở dưới rồi thôi. 7 plus 2 7 plus 2 Like pay cash or what you say, client? Hey, can I also get a Sprite? Yeah, got it. Water. Right here. One more. How much? Coca-Cola right here. Yeah. Thank you. Right. Thank you. Thank you. Bỏ hả? À, gì vô hả? Giờ lại đây bỏ ketchup. Này 4 đồng một cái này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, one more. Giờ bỏ ketchup vô. Ôi. Nè anh bỏ đi.
bỏ cái gì cho chua không? Hả? Cho chua vô nữa. Cái này ăn chua chua nha. Đây chân cái đây, kia kia. Rồi xong. Rồi chỗ này bán rồi à? Đi chiền. Đưa cầm kia cho. Hả? Hả? Không, có ấy thiệt mà. Nhưng mà nhẹ đó, nhẹ đó. Trời ơi, nghe không, nghe mùi không? Head west. I just want to let everybody know this is our last ride. We are going head west to the parking lot, and no, that is it. We are not going back down. No, last we are done for the night. Oh. Head west. Last one. Thank you, Chris. Appreciate you, Tim. Head west. We're done for the night. We're going down and that's it. We're going into the parking lot. Head west. Em có phải tay quá rồi. Không có. Cô ta đang buồn quá nè bé ơi. Đây bữa nay tụi này đi vô quán quán này nha. Ở gần cái pier, ngay cái pier. Ngó ra là bờ. Bờ sông nè. Đó. Ở pier ông đó. Bộ này ấm hả? Ấm không? Đây chờ chúng đi. Ngồi đây nè. Ngồi đây á hả? Đúng, đúng. Đúng, ngồi chỗ ấm hơn. Ờ, anh mở cái đó lên anh. Đó. Bữa nay anh ba khao nha. Ba quên bóp nhà rồi. Thôi khôn như vậy. Không phải khôn, quên thiệt. Chơi thái độ quên mẹ rồi. Kinh qua rồi. Anh bóp mà dám dẫn ở đây trời. Phải đi, anh tính lợi. Sao đó. Đó. Muốn ăn ba cái nhà này rồi. Đó, trong khi chờ đợi coi đốt pháo nha, đốt pháo bông á, giờ ghé cái quán này ngay chỗ chỗ kia luôn á. Có đồ đồ ăn hả? Kiếm mà. Mauricio, and I'm gonna be your server, okay? Happy New Year, but we don't have propane. Sorry.
You know, see, you can see that you have propane. Sorry. Yeah, I know. A lot of people ask me, can you turn on? Can you turn on? Excuse me, have not too. No, you have coffee. Oh, ông đang hết cả. Thằng nó có cả. Yeah, I know. See, I was supposed to be yesterday the propane tank, but we don't have it. So. But can I have hot water? Sure. Hot water, yeah. Is that okay? I can bring you a sweet or sweet tea, mix it with hot water if you want to. Yeah. Good? Thank you, yeah. Perfect. Phát này giống như đánh bài á. Yeah, okay, it comes with a blue cheese, is that okay? Blue cheese? Yeah, that's right. Cheese, huh? It's on the side, right? Dipping? Yeah, it's on the side. It's on the side. Yeah, okay. On the side. Okay. Something else? Calamari? I think it's four of them. They're all over. Trời, mua mực hả? Mực, mực. Ủa giống nhau vậy? Có đũa đâu? Sao đưa đũa gì không? Mucho. Nè, mới có ở đây nè. Just we just made up. We're gonna show everything. Ôi, anh này ăn hot dog là no rồi ha. Bây giờ chị trẻ, nó thấy mình ăn hot dog no rồi, cái nó đem đồ ăn ra. Ừ, nó sớm rồi rồi. You can tan shrimp. One right here and one over there. Can you move the blue? Oh, I got some french fries. Oh, thank you. Yeah. Oscar, you don't have quá trời oyster. 200. Hả? Một cái này, một cái này. Còn thêm nữa vậy? 5 cái luôn á. 5 cái luôn hả? Dạ, 5 cái luôn á. Rồi ăn oyster là no luôn, mà biết ăn sống không? Trời trời, hỏi kỳ á. Không biết đâu. Vô không ơi, vô. Mời. Trời ơi, con anh mập với anh. Thèm thấy mấy con mập chú chú chanh không? Đó. Có chanh hả? Xin chanh vô cho nó rồi. Con này mập nè. Ủa, con này nó ăn sống luôn nè. Hai cái lẩu trên rồi. Anh ăn sống luôn nè, giỏi không? Quá ngon. Đưa cái chén đi, cầm cái mặn bên đây nè. Múc cho. Có không? Cánh gà chứ nước mắm gì. Có. Có cái gà chứ nước mắm. Sao lại nhìn ok? Dạ. Yeah, yeah, this one more too. Yeah, one more, this one too. Ủa, năm ăn. Rồi, mình chưa còn không? Còn. Ăn chậm con này nó chết, phải ăn lẹ lẹ vậy đó. Phải không? Ừ. Con này ốm vậy. Ta lợn thì có áo. Tại áo trắng. Muốn sót. Win. Chắc là anh chú kỳ kìa. Gà nó mới nhỏ à. Có 3 phần. Win. 3 phần. Can you take this? Yes sir. Thank you brother. Give me one second. I can take it sorry. Nó ngon ngon. Nó béo quá. Let me take this out. If you need the sausage, I'm gonna pull it up here, okay? Yeah. Have another mussels. Just put them. Last table. Is that okay over here? And the last pound of Yucatan shrimp. Trời ơi. Nhiều vậy. Pick up on the blade part. Okay. Ủa hết rồi hả con? Không ông mất sầu sao? Nè, đấy. Trời ơi, lấy vừa đúng hộp luôn hả? Ủa không ai sợ cái bỏ hộp uống vậy? Nè, để cho ăn tí ăn. Ai ăn đi. Bánh ăn kia đừng bỏ.
Bỏ bỏ đi thì dễ không nổi đâu. Cho nó bỏ vô bánh mì á. Đưa cái túi mì thôi, đưa cái ốp bánh mì ở ngoài đúng là ngoại thiệt luôn á. Nhìn nhìn giống là ngoại thiệt luôn á. Giống bà cô nội chèo. Nè, chơi hết mình mà về hết hồn luôn nè, thấy không? Bà đi trước bà quay với bà đi hết nổi luôn. Đi hết nổi luôn rồi nè. Con gái chui đâu? Ôi thả muốn mà nó không. Rồi đâu rồi? Kìa, quay trước coi nhìn giống bà cô nội đi không? Y chang luôn á. Cái này lên cho bà có luôn chứ bà nội gì nữa. Bà là bà nội. Lạnh đi không nổi luôn. Nè bà con á đi quá trời đông luôn đi ra phố bông nè, không biết đốt được bông đâu mà. Kéo ồn ồn đi. Đó. Nói chi hả? Không biết tại sao mà nghe tiếng phố bông cái lòng mình nó nôn nôn ha. Nôn nao chứ đâu á. Nè bà cũng hay được không đi? Thank you.
Còn đây hả? Không có like được đâu. Cứ cho mình like nè. Đông quá. Xin lỗi nó yếu. Đâu đốt quá vậy ta?
lại lên đi ra kẹt xe. Ok. Rồi, rồi mình chuẩn bị. Bà con cô bác chuẩn bị kéo đi về nè. Tranh thủ đi về kẹt xe dữ lắm rồi nha. Chào tạm biệt mẹ. Chào bà con, chúc bà con một năm mới vạn sự an lành, tràn đầy hy vọng, làm được phấn đấu nha, xin nghỉ luôn nha. Báo cho các bạn biết là hôm nay là cái trạm cứu selfie rất là ghê cấn luôn. Thường thường xe đậu ở đây đâu chống đậu không, không ai đậu luôn. Hôm nay dành đậu luôn mà năn nỉ trả tiền luôn đó. Một chiếc xe đậu với cái lâu mà 300 đồng một chiếc nha. Giờ đưa tiết kiệm cho chồng, cái vô đây đó mình đưa chìa khóa cho anh lái vô, anh đưa một cái số mã cái máy đó, lúc mình đứng lấy xe đưa cái số đó là sẽ đem cái xe cho mình. Giờ đang chờ xe đây nè. Ừ, cũng sướng vậy anh. Sướng chứ. Nó đậu cho mình 30 đồng. Đây anh lái được không? Được chứ. Đi lên xe đi, bây giờ dùng tiếp gì không? Ok, giờ đã lên xe được bình an rồi nha. Giờ là xin bà con tiếp tục đón xem coi video kế kế thế nào. À, mùng 1 Tết mình đi đâu nha. Bây giờ nó chật nứt rồi, thường thường vắng tanh chùa Bà Đanh. Đâu, nó vắng đâu rồi, đau theo mà. Cũng vắng. Bây giờ quá trời, từ tướng sức cho giờ đi ăn Tết năm 2024. Tết Tây đó. Lên xe luôn. Anh lót. Rồi đi qua anh kia leo lên. Sorry guys. Rồi, mới leo lên. Rồi, leo lên. She's slow. Đâu rồi? Ai? Đủ chưa nghe? Không đây gì nữa anh nói đó. Đủ chưa nghe? Kêu bản xa hơn chút. Đủ chưa nghe? Bên này không leo lên. Mừng quá được cứu rồi Thảo ơi. Đủ chưa nghe? Đi giữa đường bà ngoại bị thất thu rồi, thất thế rồi. Cái này nó bị cái này vậy? Cái này xuống. Này nè, cái chân con. Ở Linh Đình đau thao này em sức trắng đêm luôn á anh. Tại ngày mai không ai làm hết trơn á.